Thảm sát Johnstown, vụ tự sát tập thể khủng khiếp nhất lịch sử Hoa Kỳ. Thảm sát Johnstown năm 1978 là một trong những sự kiện tang thương nhất trong lịch sử nước Hoa Kỳ, khi có hơn 918 người chết, 1/3 trong số đó là trẻ em. Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng sự kiện năm ấy vẫn còn nhiều điều bí ẩn và có vô số tình tiết chưa được tiết lộ. Nhiều người đã tự hỏi tại sao hơn 900 con người lại quyết định quyên sinh. Mọi chuyện bắt nguồn từ Jim Jones, nhân vật máu lạnh đáng sợ bậc nhất lịch sử. Đấng cứu thế ảo tưởng. Jim Jones, tên thật là James Warren Jones, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1931 trong một gia đình trung lưu theo đạo Thiên Chúa tại bang Indiana của Mỹ. Từ thời niên thiếu, Jones đã có những sở thích kỳ lạ khác người, chẳng hạn như sưu tầm xác động vật chết. Đặc biệt, ông rất đam mê tìm hiểu những cách thực hiện nghi thức tôn giáo. Sau khi lớn lên nhờ vào tài hùng biện và kiến thức tôn giáo chuyên sâu, Jones đã được nhiều người tin tưởng, sùng bái, thậm chí được gọi là đấng cứu thế. Càng về sau, lòng tin của những người sùng bái càng tăng. Vì thế, sự ảo tưởng về quyền lực và sức mạnh của Jones ngày càng tăng lên. Người đàn ông này còn hùng hồn tuyên bố mình chính là cứu tinh của những con người đang tuyệt vọng. Năm 1956, Jones đến thành phố Indianapolis, bang Indiana, để thành lập ra giáo phái của riêng mình, tên là People's Temple, hay còn gọi là Đền Hội Chúng. Đến năm 1966, giáo phái này được chuyển tới thành phố Redwood Valley, bang California. Ban đầu, tôn chỉ của Đền Hội Chúng là chống phân biệt chủng tộc, giúp đỡ những người nghèo tại Mỹ, xây dựng một cộng đồng hòa hợp yêu thương nhau. Vì vậy, giáo phái đã thu hút được rất nhiều người tham gia, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi và những người nghèo khổ. Tuy nhiên, mục đích nhân đạo của giáo phái này đã dần dần mất đi vì Jones đột nhiên thay đổi tính nết. Đến những năm 1970, Đền Hội Chúng bị giới truyền thông buộc tội gian lận tài chính, lạm dụng các tín đồ và ngược đãi trẻ em. Đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng lên, Jones dần trở nên hoang tưởng và quyết định đưa giáo đoàn của mình đến Guyana, một quốc gia Nam Mỹ, hứa hẹn sẽ tạo nên một vườn địa đàng theo mô hình chủ nghĩa xã hội. Theo Jones mô tả, tại vườn địa đàng ấy, mọi người sẽ làm việc và sống cùng nhau trong một môi trường công bằng, bình đẳng và bác ái. Theo lời mật ngọt đó, đã có hơn 5.000 tín đồ tình nguyện bỏ bê công việc, nhà cửa để tập trung và chung sống cùng nhau trong giáo phái của Jones. Cuộc sống địa ngục ở chốn thiên đường. Trong thời gian sống cùng các tín đồ, Jones đã mua một lượng ma túy, thuốc an thần, sau đó trộn vào nước uống, thức ăn hàng ngày của họ. Nhưng nạn nhân sau khi ăn uống sẽ bị phê thuốc, dẫn đến mất tự chủ, phát sinh ảo giác, quên đi các đau đớn, xúc cảm bình thường. Không những thế, Jones ngày càng có những hành động điên rồ khi nói với các tín đồ rằng một xã hội thoải mái về tình dục sẽ giúp con người tới gần hơn với Thượng Đế. Do đó, toàn bộ thành viên đi theo giáo phái của ông ta đã bị ép quan hệ tập thể, thậm chí họ còn lạm dụng cả trẻ em. Sau đó, một số tín đồ do không chịu đựng được cuộc sống giống như địa ngục nên đã đào tẩu và báo cáo với chính quyền địa phương. Đến năm 1973, Jones lại đưa giáo phái mình chạy trốn, sau đó đã thuê hẳn một khu vực hoang vu phía tây bắc Guyana để làm căn cứ. Tiếp đến, ông đưa công nhân tới phát quang để xây dựng một khu trại tập trung và tiếp tục đưa hàng nghìn tín đồ tới nơi đây. Jones gọi nơi này là Johnstown. Jones muốn biến Johnstown thành thiên đường, tuy nhiên cuộc sống ở nơi gọi là thiên đường không hề giống với kỳ vọng và sự tưởng tượng ban đầu của các thành viên. Theo đó, các tín đồ đã phải làm việc quần quật trên đồng và phải chịu những hình phạt khắc nghiệt nếu họ dám nghi ngờ quyền lực của Jones. Hộ chiếu của họ bị tịch thu, thư từ gửi về quê nhà cũng bị kiểm duyệt. Mọi người phải thông báo cho nhau biết về những cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya và buộc phải tham gia. Do số lượng thành viên quá lớn, khu trại tập trung không có đủ chỗ nên mọi người sinh hoạt rất chật chội. Hơn nữa, toàn bộ khu vực trại Johnstown còn bị bao quanh bởi những cánh rừng nên các tín đồ không được ăn uống đầy đủ. Họ đã gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như tiêu chảy và sốt cao. Chưa kể, Jones còn đặt ra những quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt, thậm chí là man rợ. Ông lập ra một đội quân chuyên đánh đập, nhục mạ tín đồ nếu họ chống đối hay bỏ trốn. Có nhiều trường hợp còn bị chôn sống trong các thùng gỗ dưới đất. Nhức nhối nhất là vấn đề trẻ em. Nếu vi phạm, chúng bị đe dọa, đánh đập, phạt phải ngủ ngoài trời, treo lộn ngược. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Jones đã dựng lên những bài thuyết giảng ghi âm và cho phát liên tục suốt ngày đêm trên loa.
Vì vậy, sau những giờ làm việc mệt nhọc, các tín đồ phải cố hết sức mới có thể ngủ được vì màn thuyết giảng như tra tấn của đấng cứu thế Jones. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Lọt vào tầm ngắm của chính phủ. Mặc dù đền hội chúng nằm ở Guyana, nhưng nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Vào tháng 11 1978, khi nghe được thông tin về tình trạng lạm dụng thể chất và tinh thần ở khu trại Johnstown, nghị sĩ Hoa Kỳ Leo Ryan đã cùng với một phái đoàn, bao gồm một số nhà báo và người thân của những tín đồ đền hội chúng, đến đây để kiểm tra tình hình. Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vào một buổi tối trước khi rời đi, khi các thành viên trong đoàn đang dùng bữa và khiêu vũ trong hội trường, một tín đồ đã bí mật chuyển cho nghị sĩ Leo Ryan một mẩu giấy có ghi tên của những thành viên muốn rời khỏi Johnstown. Ngày hôm sau, 18 tháng 11 1978, Ryan cho biết ông sẵn lòng đưa bất cứ ai có nguyện vọng muốn quay trở lại Hoa Kỳ. Do lo sợ trước phản ứng của Jones, chỉ có vài người chấp nhận lời đề nghị đi theo phái đoàn, và để đảm bảo an toàn cho những người muốn rời đi, nghị sĩ Ryan quyết định đi sau hàng người. Tuy nhiên, đã có một tín đồ cực đoan cầm dao tấn công nghị sĩ. May mắn là ông đã tránh được và thoát chết. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, nghệ sĩ Ryan nhanh chóng chạy về phía máy bay. Nhưng chưa kịp lên đến nơi thì nhóm của ông đã bị những thành viên của giáo phái đuổi theo và xả đạn liên tục. Trong cơn hoảng loạn, đã có 5 người trong phái đoàn tử vong. Nghệ sĩ Ryan và rất nhiều người khác đã bị thương nặng. Cuộc thảm sát kinh hoàng. Sau vụ bạo lực đẫm máu, Jones đã tập hợp tất cả thành viên trong sự tức giận đỉnh điểm. Ông ta không thể nào chấp nhận việc con người muốn rời khỏi thiên đường của mình. Lúc này, Jones thông báo tin giả rằng nghị sĩ Ryan đã thiệt mạng trong vụ xả súng và chính phủ Hoa Kỳ sẽ không buông tha cho nơi này. Sau đó, Jones tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi cho các tín đồ. Nơi này đã không còn an toàn, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tới đây cướp đi những đứa trẻ vô tội, tra tấn và giết chết tất cả chúng ta. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được, thế nên cách duy nhất để thoát khỏi địa ngục là phải cùng nhau lên thiên đàng trước khi chính phủ ập tới. Lên thiên đàng, theo cách Jones nói, chính là việc tự tìm đến cái chết. Ông đã ra lệnh cho tay chân thân tín pha chất cực độc cyanua vào những thùng nước nho cho tín đồ uống. Người lớn uống trước, sau đó trẻ em, trẻ sơ sinh cũng phải uống. Thậm chí hắn còn ép những người mẹ tự bơm xi lanh thuốc độc cho con. Ai phản kháng việc uống thuốc sẽ bị những tên tay chân thân tín của Jones đánh đập và bắn chết. Sau khi ép buộc tín đồ uống thuốc tự tử, Jones cũng tự sát bằng khẩu súng lục mang theo bên mình. Vài ngày sau đó, chính phủ Hoa Kỳ đã cử một lực lượng đặc biệt đến Johnstown để truy quét giáo phái. Thế nhưng khi họ đến nơi, những gì còn sót lại là một khung cảnh kinh hoàng. Lúc này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thi thể người chết nằm la liệt đủ mọi tư thế ở khắp nơi. Nhiều người chứng kiến nói rằng chưa bao giờ họ nhìn thấy một cảnh tượng nào mà đáng sợ đến như vậy. Nói là vụ tự sát tập thể, nhưng thực chất sự kiện này không khác gì một vụ giết người hàng loạt với tổng số 918 người thiệt mạng, trong đó có 304 trẻ em. Cuối cùng chỉ còn khoảng 90 người sống sót. Mặc dù giáo phái đền hội chúng đã bị xóa sổ vĩnh viễn kể từ đó, thế nhưng nỗi ám ảnh của nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Nó là một minh chứng cho thấy những thế lực tinh thần đôi khi còn mạnh hơn cả pháp luật, và con người sẵn sàng vì lý tưởng tinh thần mà đi vào chỗ chết. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!